Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ở keo lèo thứ hai của giải trị giá 1 triệu đồng, giữa đôi Nghiêm Đình Cảnh nhất thắng và công đôi Vũ Văn Ngọc Phô Mai cả theo, đề nghị hai đôi nghe lệnh trọng tài chống làm thủ tục xe đài. Vâng, xin toàn thể nhân dân nổ tràng pháo tay thật to ạ. Rất là đẹp. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Trận thi đấu bắt đầu. Lên không. Xin mời hai đô vào giữa thảm, chúng tôi công bố kết quả bằng một kỹ thuật trước khi lồi cơ thể của mình lên. Ông Đô Nghiêm Đình Cảnh đã nhấc lồi toàn bộ cơ thể của đối phương lên trước, và như vậy ông Đô Nghiêm Đình Cảnh toàn thắng ở lèo thứ hai trị giá 1 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời ông Đô, xin lỗi, trân trọng kính mời ông Phan Đức Thắng lên trao lèo thứ hai trị giá 1 triệu đồng cho ông Đô Nghiêm Đình Cảnh. Xin toàn thể nhân dân nổ tràng pháo tay thật to để chúc mừng thành tích của Đô Nghiêm Đình Cảnh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phan Đức Thắng. Mời hai đô.